Vâng, xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nốt. Cũng lâu rồi không gặp thầy Phong Hai Nốt đã quay về và sẽ lợi hại hơn xưa. Ok, và mình là chuyên về hướng dẫn và giảng dạy đào tạo thanh nhạc. Sắp tới mình có mở thêm những cái khóa về sáng tác ca khúc, thu âm, viết nhạc. Thì các bạn cứ liên hệ mình để có những cái khóa học ha, trải nghiệm. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát bài hát Bông Hoa Đẹp Nhất của Quân AP. Thì mình thấy nhiều bạn ở trên kênh của mình á, thì các bạn muốn tập hát bài này, hướng dẫn hát bài này, thì ok, mình sẽ hướng dẫn hát làm sao cho hay. Thì các bạn cố gắng nha, học hát nhanh với giáo trình thầy Phong Hai Nốt. Ok. Rồi, bây giờ á, làm sao để chúng ta có thể hát hay được như Quân AB? Các bạn để ý kỹ là nếu cái giọng hát của Quân AB á, thì nó có một cái âm thanh nó vang ở trên đây rất là rõ, và rất là nhiều âm thanh vang trên vùng miệng của mình, vùng mặt của mình. Thì đó là cái hay của không chỉ Quân AB mà các ca sĩ luôn. Lý do tại sao mà mình nói đôi khi á, giọng mũi nó cũng tốt, đó là giọng mũi nó vang ở trên đây nè. Chỉ cần tập một chút xíu thôi là các bạn có thể hát được một giọng hát rất là hay và đẹp. Rất nhiều các ca sĩ ở Việt Nam hát giọng mũi ha, nó nên phần âm thanh vang trên đây các bạn phải tập. Rồi, bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn về cái bài Bông Hoa Đẹp Nhất. Các bạn muốn hát hay được bài này thì đầu tiên âm thanh phải đưa lên trên đây, và thứ hai là các bạn bắt chước theo cái giọng của Quân AB, là âm thanh nó vang trên đây nè. Mình làm mẫu nha. Mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng bông hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Các bạn thấy sao? Đây là cái giọng nói của mình, giọng nói hàng ngày của mình thấy giọng cổ, mình nói giọng cổ rất là nhiều. Nhưng mà sau một cái quá trình nghiên cứu và phát triển thì mình biết rằng để có một cái giọng hát hay như là ca sĩ chuyên nghiệp thì như Quân AP, thì các bạn phải đưa âm thanh lên trên và các bạn cố gắng bắt chước theo. Nó sẽ dần dần nó thay đổi cái thói quen cũ của mình và nó tập một cái thói quen mới, và chắc chắn là bạn sẽ hát hay. Thì nếu mà mình học hát thì bắt buộc mình phải học những cái mới, và những cái mới nó khiến cho mình khắc phục đi những yếu tố, những cái không hay cũ. Thì các bạn cố gắng thay đổi bản thân, đừng hát cổ nhiều quá nha. Bây giờ mình sẽ đọc từng câu ha. Cũng như vậy, để mà hát được cái bài mà Bông Hoa Đẹp Nhất này, các bạn, mình có hướng dẫn trong cái bài Hoa Nở Không Màu rất nhiều bài hát của mình, là tập hu ơ ơ ơ để làm cái gì. Tập hu ơ là để đưa cái âm thanh của mình lên trên cái vòng miệng, là hu ơ ơ ơ. Các bạn có cảm nhận được không? Hu ơ ơ ơ, đưa âm thanh lên trên đây và cùng nhau hát, thì lúc đó âm thanh của mình nó sẽ hay hơn, thoải mái hơn, đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Thử nhé. Đó, khi mà âm thanh mình đưa lên trên đây, cái bài tập này rất là dễ. Các bạn chỉ cần cảm nhận hơi thở, cảm nhận âm thanh của mình ở trên đây và tập, nó hình thành một cái thói quen. Bất kể một chữ nào khi mình hát ra, âm thanh nó cũng nằm trên cái khoảng vang trên miệng hết, là chắc chắn các bạn sẽ hát hay thôi. Hạn chế âm thanh hát cổ chứ không phải là tuyệt đối, bởi vì nó vẫn phải có để nó để tạo thành âm thanh, nó liên kết các âm thanh. Nhưng mà không nên quá nhiều, ví dụ như 100% thì mình 80%, 90% là mình hát ở trên đây, 10% cổ thôi, đừng nhiều quá nó đau lắm các bạn. Nhưng mà không có cũng không được. Đó, cái sự khéo léo trong việc xử lý âm thanh và xử lý hơi. Đó, thì mình hát lại cái câu nó rất là đơn giản. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lần trên đây nè,
lý do chia tay là gì, em có biết không? Ok, câu tiếp theo nha. Vì em không yêu anh như em yêu anh, như anh yêu em. Thì mình tập hu-ô trước để cho cái cảm giác hơi đưa lên đây. Cái cảm giác đó các bạn gắng tập nha, mình chỉ làm demo vài lần thôi để mình vào bài, thì bắt đầu mình sẽ xử lý cái âm thanh cho nó đúng. Đầu tiên là phải xử lý âm thanh cho nó đúng để cho nó có, mình có một cái cảm giác là nếu như cái bài này thì mình phải hát âm thanh như thế nào, thì nó nằm ở trong cái vòng miệng thì nghe nó đầy đặn giống như là quân IP. Ok, mình làm demo lại nha, các bạn cố gắng bắt chước theo. Vì em không yêu anh như em yêu ai, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mới chơi vai như ai, làm sao anh mong có em, sao anh mong có em. Tiếp luôn. Mai sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như sai người xa lạ biết. Hai xa lạ đã biết hết, người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh mới biết, mùa hoa đẹp nhưng em có nhớ gì, ngày đó yêu nhau lúc xuân thì. Lời cũng dễ thương ha. Mà điều gì làm em quay lưng đi, nếu gặp lại em vẫn ôm ai, hay em sẽ né tránh ai? Chỉ dám buông đôi câu chào, chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh ra sao? Dễ thương. Ok, bài này mình cũng mới nghe khoảng chừng vài ba lần à, cái mình cũng nhớ giai điệu liền. Thì lý do tại sao là giai điệu nó cũng rất là dễ nhớ, ca từ cũng rất là dễ nhớ, nên nó thành công ở trong mặt là những cái khúc thị trường nhạc trẻ ngày nay. Đó là cái hay của người viết nhạc bài này và cũng là người trình thể thể hiện ha. Rồi bây giờ để hát được cái bài này á, khúc sau có lên thông đúng không, nhưng mà lời nó cũng chỉ quay lại thôi, nó cũng không có gì mới cả. Rồi bây giờ để hát bài này nè, các bạn thấy âm thanh đầu tiên là như vậy, sau đó các bạn giữ âm thanh đó và cho cái cường độ mạnh nhẹ, cường độ mạnh hoặc là nhẹ của cái âm thanh, giống như là giọng căng hay giọng thả đó. Bây giờ mình thử làm mẫu là từ đầu nha. Mai sau này anh mới biết, vừa phải nè. Mai sau này anh mới biết, bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Thấy cái sự tình cảm không? Nên đó, cái đó mình sẽ thả ha. Mới sau 2, 3. Mới sau này anh mới biết, âm thanh là thoải mái ở giữa nè. Bông hoa đó không phải của anh, của anh. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng căng quá. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Tình cảm nhẹ nhàng, con tim anh cứ ngỡ là duyên số. Thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì, em có biết không? Kéo. không kéo cũng được, giữ âm thanh trên đây luôn. Lý do chia tay là gì, em có biết không? Vẫn nhẹ nhàng. Vì cái cường độ nha, cái độ mạnh nhẹ các bạn thấy không, lúc nào nó cũng giữ ở mức độ gọi là trung bình đó. Nó có thể mạnh một chút, nó có thể nhẹ luôn. Các bạn cảm giác nè. Vì anh yêu em,
Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em sẽ mãi chỉ là nhất thời. Nhiều mạnh lên chút xíu. Nhất thời. Rồi tiếp tục mãi là người mãi chơi với anh như anh. Làm sao anh mà có em. Có. Nó không bị mà. Có. Nó bị khi mình hát mình có em no. Nó giữ một cái cường độ rất là vừa phải, trung bình đó. Có. Nó vẫn không bị vỡ. Có. Làm sao anh mà có em. Nhưng cái quan trọng nhất âm thanh của mình nó vẫn phải được ở trên vòng miệng. Lúc nào cũng phải đó. Mình mới nói là cái điều kiện cương quyết đầu tiên và quan trọng nhất nó là như vậy. Làm sao anh mà có em. Mới sau này xa nhau anh mới thấu. Suốt chặng đường đâu ai biết đâu, biết đâu đó. Như vậy thôi, đơn giản. Tập cái cảm giác đó. Cố gắng bắt chước theo nhạc âm thanh ở trên đây nè. Người thôi, từng người đâu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như, giờ như hai người xa là biết. Xa là đã biết hết về nhau. Âm thanh làm sao? Xa là đã biết hết về nhau. Giữ, mình phải giữ cái mức cân bằng, cân bằng của âm thanh, đừng có để nó vỡ. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh mới biết. Mùa hoa đêm nhân em có nhớ gì, nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc sân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh. Chẳng dám buông đôi câu chào. Dạo này anh ra sao? Chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này em ra sao? Các bạn thấy không? Khi mình nói là chuyện như vậy, khi mình hát là mình cố gắng mình đưa cái âm thanh. Chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này em ra sao? Thì âm thanh của mình sẽ hay hơn. Âm thanh của mình nó sẽ tình cảm hơn. Ok, video hướng dẫn này rất là đơn giản. Sau khi các bạn quay lại, các bạn nâng tông từ khi mà hát lại một lần nữa. Rồi vơ 2 sẽ là mới sau này. Ok, mình thi thử nha. Mới sau này mới biết. Mới sau này anh mới biết. Người đó không phải là người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngay người cô đơn nhất. Thì thầm vài câu mình yêu nhau, thế nên chuyện mình chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Mình thoải mái thôi. Cái cảm giác thôi. Khi mình đã thay đổi cách hát là mai sau này anh mới biết. Người đó không phải là người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhất. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì anh có biết không? Mình feel lên, mình phá cách một chút xíu. Tiếp theo luôn nha. Sau này gặp nhau, lên tâm ha. Cái đó là sau này gặp nhau anh muốn biết. Người nó đang nhận nhớ gì. Wow, cũng cao đấy. Ngày đó yêu nhau lúc sân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ là trái ngang. Chỉ dám buông đôi câu chào. Chỉ dám lên nút la luôn ta ơi. Vậy là cái bài này là nếu mà bạn lên tông á, thì nó sẽ hơi khó so với giọng giọng nam chung nha. Tenor thì cố gắng giữ âm thanh cho tốt,
tenor lên những cái nốt này là cũng đuối đấy. Cái chỗ chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh ra sao, lên nốt la. Wow. Căng đấy, căng đấy. Rồi, thì các bạn cố gắng giữ cái âm thanh trên đây tốt nè, vì mình sẽ làm lại một chút xíu. Còn nam trung thì mình nghĩ là nên hạ xuống một tông là hợp lý ha, để hát an toàn. Còn nếu mà cân luôn thì cũng được, nhưng mà hát gào thét là vào cổ, mà vào cổ là hư giọng luôn. Ok, rồi mình hát thử nha. Sau này gặp nhau anh mới biết, mùa hoa đêm nhân năm có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn nó mãi, hay em sẽ né tránh ai. Chỉ dám đó, chỉ dám buông đôi câu chào, dám. Thì âm thanh rất là chắc nha. Vị trí âm thanh là khúc này nè, cái chữ này nè, chỉ dám buông đôi câu chào. Các bạn tenor và khoái đu dây điện này, thì hát như thế này. Chỉ dám buông đôi câu chào, chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh ra sao. Dám là cái giọng của mình, giọng ngực nó được kéo lên trên đây, kéo lên trên đây. Nhưng mà cẩn thận khi mà bạn hát chữ dám á, và bạn gào á, nó sẽ chỉ dám buông đôi, chỉ dám, là nó có một cái tí cái độ rè ở trong đó. Thì phần lớn luôn là các bạn nếu mà không kiểm soát được khéo léo cái phần âm thanh đó, là chắc chắn là nó sẽ bị overload. Nó bị bể gan cho đó. Thì nếu mình hát là mình phải gán giữ được âm thanh trên ở trên vùng miệng này. Thì như thế này. Chỉ dám, chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh ra sao. Chỉ dám, mình phải luôn giữ âm thanh của mình ở cái mức cân bằng. Chỉ dám, mở miệng ra. Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh ra sao. Bài này thì tính ra là nó có cái khúc đó, là cái nút nó khó, nó căng đấy. Còn bình thường thì nếu mà các bạn ở cái giọng mà nam cao thì sẽ dễ hát bài này nha. Còn nam trung là hơi mệt đấy. Giọng của Quân AB nó có thêm một cái hay, đó là giọng lên nốt cao mà khá dày. Bẩm sinh là giọng dày rồi, bây giờ mà lên được nốt cao thì càng tốt. Vậy lý do tại sao mình nói là nhiều khi các bạn giọng mà baritone mà dày dày á, các bạn chưa lên được nốt cao á, các bạn hãy bình tĩnh đi, bởi vì các bạn sẽ lên được nếu mà các bạn hiểu biết cách làm, và từ đó mà các bạn vượt qua giới hạn của mình, rồi các bạn sẽ hát hay hơn rất nhiều, hay hơn rất là nhiều so với những người giọng cao sẵn như mình lên được nốt cao, nhưng mà cái màu giọng nó thiếu đi cái sự dày dặn của cái giọng baritone. Nhưng mà tập thì tập được, nãy giờ mình đang hát cái giọng cái màu của baritone á. Mai sau này anh mới biết, bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là em đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Mình giọng mình là tenor đó, giọng mỏng lắm, nhưng mà mình tập vẫn tập được để có thể là hát được những cái màu bài nó dày như thế này, thì chắc chắn là những bạn tenor vẫn có thể tập được. Nếu các bạn có nhu cầu về việc mà học thanh nhạc vân vân, hay là sáng tác ca khúc, thì liên hệ mình ở hotline link bên dưới để mình có thể hỗ trợ và tư vấn cho các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công và hát hay với ca khúc và bông hoa đẹp nhất của Quân AP. Một bài hát khó hát đây chứ không phải dạng vừa đâu. Bye bye, hẹn gặp lại với những video tiếp theo.